Và bây giờ vợ chồng em vào mua tủ lạnh kim chi các bạn ạ. Đây, tủ lạnh kim chi. Vào đây thì bây giờ đăng ký mua luôn tủ lạnh kim chi. Đây có rất là nhiều loại như thế này, loại từ 1,5 triệu cho tới 3,5 triệu, 4,5 triệu, nói chung là rất là nhiều. Hôm nay em sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng cửa hàng bán tủ lạnh kim chi tại Hàn Quốc. Và chúng ta hãy xem là ở trong cửa hàng này thì có những cái loại tủ lạnh kim chi nào và giá cả ra làm sao nhé. Và để đến mua hàng thì nhà em phải đi xem rất là nhiều cửa hàng rồi. Và đây là cái tủ lạnh kim chi mà nhà định mua, gồm có 3 tầng. Mỗi tầng thì có để những cái chức năng khác nhau. Tủ lạnh kim chi các bạn ơi, vào đây, ngăn đầu tiên 1, 2, 3 khay này, gồm có 2, 4, 6 khay để kim chi rất là to. Và đây một khay này còn để rau này. Đó, đây là tủ lạnh ở bên trên. Tiếp theo, ngăn thứ 2. Ngăn thứ 2 gồm có 4 khay như thế này, rất là đẹp. Và đây, chiều cao cũng khá là to. Và kim chi để vào đây, sau đó là đậy vào, cũng có thể để gạo. Và đây, ngăn này người ta cũng để kim chi. Đó, nói chung là nó có rất là nhiều các cái khay khác nhau. Và ở Hàn Quốc thì người ta thường để những loại kim chi rau ở trên này, và kim chi cải thảo thì thường để dưới cùng. Và ngăn thứ hai này thì thường để gạo và các cái loại hạt như là hạt đỗ đỏ rồi là các loại hạt khác. Nói chung là bảo quản đa số là bằng cái tủ lạnh kim chi như thế này. Và đây là một dạng tủ lạnh kim chi rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, của hãng Dimche. Và cái tủ lạnh này dung tích là 118 lít, giá hiện tại bán là 2,550,000 won. Ngày hôm nay thì được giảm giá còn 2,90,000 won các bạn ạ. Và nhà mình đã mua trả góp trong vòng 6 tháng. Tủ lạnh này hôm nay nhà mình đã mua rồi và rất là hài lòng các bạn ạ. Tuyệt vời. Và bây giờ để mua nén kim chi nén trong cô. Tủ lạnh kim chi chồng mình viết phiếu mua hàng. Đó, thì gồm có những cái thông tin cá nhân thôi. Và sau đó là ghi vào đấy là đăng ký trả góp trong vòng mấy tháng. Ở đây thì thường người ta cho trả góp 6 tháng rồi là 5 tháng tùy theo loại thẻ ngân hàng các bạn ạ. Và đây ngoài này thì có những cái loại tủ lạnh đắt hơn tại vì dung tích nó lớn hơn. Có những cái loại tủ lạnh này đến 467 lít này. Đa số là 467 lít. Và đây hãng kim chi, tủ lạnh kim chi nổi tiếng ở Hàn Quốc là Dimche. Hiện nay thì LG và Samsung nó cũng ra rất là nhiều những loại tủ lạnh kim chi. Tuy nhiên mình vừa mới đi qua đấy rồi, bên đấy thì cũng khá là đắt. Giá cũng khoảng cùng design nhưng mà đắt hơn khoảng gần 1 triệu các bạn ạ. Và đây có rất là nhiều loại. Loại này thì đã bán xong rồi này. Loại màu trắng này cũng đẹp nhưng mà xem là giá đây không thấy đâu để. Và bây giờ chồng mình phải đang thanh toán nhanh để còn về đi dạy. Giờ muộn rồi. Chả có 6 tháng. Sắp ta. Vậy là đã mua xong cái tủ lạnh rồi. Tủ lạnh này 418 lít. Giá ở đây là 2,5 triệu nhưng mà hôm nay được giảm giá còn 2,90,000 won. Ở Hàn Quốc thì đây tủ lạnh kim chi có rất là nhiều loại. Loại tủ lạnh đứng này, rồi là tủ lạnh loại nằm này. Tủ lạnh nằm thì giá từ 690,000 won cho tới 2,000,000 won. Có rất là nhiều dạng. Và tủ lạnh ở bên kia thì đấy là tủ lạnh có gồm có ngăn đông và ngăn lạnh, tủ lạnh bình thường. Đó, và bên này còn có cả máy giặt nữa, họ bán rất là nhiều thứ. Ngoài ra thì đây là tủ lạnh kim chi dạng cao cấp và dạng to, dung tích là khoảng hơn 105 lít. Đó, và như cái tủ lạnh này giá là 4,5 triệu này. Rồi là những cái bên này thì 4,3 triệu hoặc là 3,5 triệu tùy vào từng dung tích từng loại. Loại nào dung tích lớn hơn thì đắt hơn các bạn ạ. Và cũng còn tùy vào model theo năm nào sản xuất. Như ví dụ như năm 2022 năm nay ra thì giá sẽ đắt hơn và được giảm ít hơn. Còn những cái tủ lạnh mà ra từ năm ngoái 2021 thì sẽ được giảm nhiều hơn. Và đây là những cái mẫu mới tủ lạnh kim chi tại Hàn Quốc. Và nhà mình đã mua xong rồi. Đã mua xong tủ lạnh kim chi rồi, rất là hạnh phúc các bạn ạ. Và bây giờ về nhà đây, còn được tặng cái gì đây? Đồ được tặng à? Chậu à? Chậu để muối kim chi này. Rồi là họ còn tặng thêm cả cái hộp để đựng kim chi như thế này. Tuyệt vời. Ở đây còn có nồi cơm điện nữa, rất là nhiều loại các bạn ạ. Đấy, nồi cơm điện tuyệt vời. Nồi cơm điện nhỏ xíu này mà 600,000 won nè, đắt chậu ạ. Và đây đã mua xong rồi, được cái đồ tặng này mang về các bạn ơi. Ơi quá là vui quá đi. Mua xong được tặng đồ đúng là tuyệt vời. Khách hàng này thích nhất. Và bây giờ về nhà thôi. Cô tôn trọng chú xì cho em tiền. Tiền à, cho tiền đi chơi nào. Cảm ơn hết. Cảm ơn bé. Khi xe chú kẻ. Đấy, bây giờ chồng đi dạy mà vợ phải xin tiền đi chơi đấy các bạn ạ. Giờ không có tiền đi chơi. Đấy, được xin được 30.000, vui quá đi. Hiếm khi mà chồng em cho tiền đi chơi. Mỗi lần cho là mừng rơi nước mắt. Và sau bao ngày đợi chờ thì bây giờ tủ lạnh kim chi đã đến nhà em rồi đây. Tinh 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 tinh. Và đầu tiên thì phải bỏ cái tủ lạnh cũ đi. Tủ lạnh cũ là cái tủ lạnh
năm mà lần trước mà mẹ chồng em cho. Tủ lạnh này được hơn 10 năm rồi các bạn ạ, vẫn dùng được, tuy nhiên thì nó cũng đã hỏng một số chỗ. Và do nó bị hỏng cho nên là kim chi để vào trong nó không được ngon à, nên nhà em đã mua một cái tủ lạnh mới như thế này. Và họ chuyển hàng thì cũng khá là chuyên nghiệp. Đầu tiên là phải rất là cẩn thận để không bị vỡ đá sàn nhà. Và tất cả những cái đồ vận chuyển thì đều phải có chuyên môn. Đầu tiên là có hai người đưa cái tủ lạnh vào, đặt đúng vị trí. Nói chung là cũng rất là cẩn thận và làm ăn khá là chuyên nghiệp. Mình cũng cảm thấy rất là ưng ý à, dải xuống để nó không bị vỡ va dập này. Đó, từ từ, cẩn thận. Đó, đúng rồi. À, và tủ lạnh này thì có thể di chuyển tại vì nó có cái bánh lăn à, nên chỉ cần đẩy vào một cách nhẹ nhàng thôi. Và họ đã lắp đặt cho nhà mình rất là cẩn thận. Nhìn cái tủ lạnh mới thật sự rất là thích. Tuyệt vời. Lần trước thì có cái tủ lạnh nằm, nó cũng dung tích khá là nhỏ các bạn, để kim chi vào thì cũng được ít thôi. Và nó bị đóng đá ở bên trong cho nên là kim chi nó bị quá là lạnh, nó không có chín được ngon à, lần này. May mà có tủ lạnh mới cho nên là năm nay kim chi mới muối nhà em đã cho vào trong tủ lạnh và bảo quản được rất là ngon và ưng ý các bạn ạ. Khay thì rất là nhiều và rộng rãi, rồi là có rất là nhiều chức năng. Ngăn trên cùng thì nhà em để làm ngăn đông lạnh, có thể để đồ đông lạnh rất là rộng rãi và thoải mái. Đây có tất cả 3 cái nút điều chỉnh của 3 khay. Muốn làm. Và sau khi cài đặt xong thì bây giờ chồng mình chỉ cần ký xác nhận là xong. Và đã xong cái thủ tục tất cả cho cái việc mua tủ lạnh. Và bây giờ nhà em đã có một cái tủ lạnh mới rồi, thật là tuyệt vời. Đây các bạn ơi, tủ lạnh của hãng Dimche. Và tủ lạnh này nhà mình mua là 2.090.000 won. Và bây giờ open. Và đây tủ lạnh mới, bây giờ phải bóc hết những cái này ra. Open có tư to. Bây giờ đến nhiệm vụ bóc. Bóc túi bóng. Rất là nhiều túi bóng. Và tủ lạnh này thì có 3 ngăn. Ngăn trên cùng là to nhất và nó cũng có thể chỉnh được rất là nhiều các chế độ như là bảo quản kim chi này, rồi bảo quản rau, hoặc là bảo quản lạnh, có cả chuyển sang chế độ đông đá được các bạn ạ. Nên nói chung là cũng rất là tiện lợi và có rất là nhiều chức năng. Những cái khay này thì có thể để những là đồ hạt này hoặc là trứng. Còn ở kia thì đa số là để kim chi. Nhà mình có mỗi 2 người vợ chồng mình thôi, cho nên là ăn thì cũng không quá là nhiều kim chi, có thể để được rất là nhiều. Hả? Trứng vịt gì? Trứng vịt lộn. À, thế? Al겠습니다. Em hay mua trứng vịt lộn với lại trứng gà lộn về ăn đấy các bạn ấy. Chồng em đang bảo là để vào mấy cái khay trên này này đấy. Phải đi heo bò. À, bóc ra như vậy hả? Đấy, và bây giờ đây đồ ở tủ lạnh cũ, bây giờ bỏ ra đây những cái kim chi đấy, xong bây giờ là phải cho vào tủ mới như thế này. Đấy, bóc ra rất là thích. Bóc đồ mới rất thích thật. Đây, ở đây nó còn có cái này nữa. Giờ bộ bóc ra, open. Bỏ lên mới bóc được. Nói chung là tủ mới rất là đẹp, cảm thấy tâm trạng rất là tốt các bạn ạ. Tuy hơi đắt một chút nhưng mà có lẽ là dùng chắc là rất là thích. Vào đây. Rất là nhiều nút, rất là nhiều băng dính, họ dính rất là chặt. Họ dính những cái đấy để khi mà họ vận chuyển đến nhà thì nó không bị rơi những cái khay này ra. Nói chung là kỹ thuật vận chuyển của họ cũng rất là tốt, làm rất là nhanh và ok. Nó còn mỗi khay nó còn có những cái ngăn đóng này nữa, nói chung là rất là cẩn thận và đẹp. Ở đây còn cũng có băng dính này. Cái băng dính này phải tháo ra rồi đây, để bóc băng dính ra. Đấy, bóc ra. Nói chung là mỗi ngăn nào cũng rất là cẩn thận. Đây là ngăn này còn để rau cỏ rất là dễ dàng. Ý có mùa hè bố. Rau này gọi là tủ lạnh kim chi. Ý có thả bé, chỉ cần ý quản so cho nè. Thứ nhân nó cái xe nó bé so rồi ta kịp phải đổi ra chứ. Chỉ cần kim chi học cho nè. Đây là kim chi thông. Và đây là những khay để đựng, nó có thể đựng kim chi hoặc đựng rau bảo quản. Nó còn dính. Dính để đỡ bị va chạm, đỡ bị vỡ đấy. Và đây ngăn này là ngăn để kim chi, ngăn cuối cùng. Người ta hay để kim chi nhiều nhất. Và đây là những cái hộp để kim chi đấy. Khá là to. Những cái hộp to.
bỏ hết ra, ở dưới nó còn có cả cái. Đây bộ kim chi nói rồi. Chi mà ổng mà thu. Anh ổng mà kim. Ở đây là khay này cũng để kim chi. À, thế là khay dưới với khay trên là để kim chi, còn khay này là để rau cỏ các loại. Cũng rất là nhiều. Cho kim chi thì thay chưa thả cỏ ba nào cô. Nhiều ngăn nhớ. Taro peso. Thoải mái để. Khá là rộng rãi và to. Ở đây là cùng chung kim chi 보관하는 거야. 그리고 이쪽은 이것처럼 여기 냉장고처럼 써야 여기 야채 보관하거나 뭐 이거 통 치우고 그냥 여기 이것처럼 그냥 쓰는 거 이쪽 김치. 그래서 여기도 đây là kim chi năm nay nhà mình làm đấy các bạn. Và bây giờ chồng mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Cẩn thận chồng ơi, nặng lắm. Cuốc vừa không vậy? Tại vì tủ lạnh nhà mình mua cũng gần bằng size tủ lạnh của mẹ chồng mình mua cho nên là những cái khay kim chi mà mẹ chồng mình sử dụng cũng có thể bỏ được vào một cách dễ dàng. Đấy. 엄마 사이즈 똑같으니까 딱 들어가잖아. Đấy để vào cái là hai bên này để hai khay nữa là ok. 아니야. 그런 게예요, 뭐. 디자인. 아, 디자인. Chồng mình tưởng nó bị vỡ. Và đây là kim chi trắng. Kim chi. Vậy là hôm nay đã giới thiệu đến các bạn tủ lạnh kim chi của Hàn Quốc. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ ấn nút chuông để nhận thêm nhiều video mới nhất nhé.